Xin chào các bạn. Ngày hôm nay nhà mình lần đầu tiên ăn cái món này nè các bạn. Cũng không biết là nó tên gì luôn. Nó là thực phẩm chế biến sẵn ha, gồm có thịt và bắp. Nó làm một cái cuốn như vậy cũng rất là đẹp luôn các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cái món này thì vừa có thể ăn hấp và mình cũng có thể chiên lên để mà ăn. Mình nghĩ là chiên lên cũng khá là hấp dẫn đó các bạn. Nhưng mà chiên lên thì rất là nhiều dầu mỡ ha, cho nên là hôm nay mình không chiên. Và mình mua một ít há cảo tôm thịt nè các bạn. Để một chút xíu nữa mình hấp chung thành nhiều món cho nó đỡ ngán ha các bạn. Rồi mình đi ra vườn lấy một cái lá chuối vô để lót cái đáy nồi như thế này nè các bạn. Cái miếng này bỏ vô nhìn hấp dẫn ghê nè các bạn ha. Cái bột của nó nhìn đẹp ghê luôn á. Mình nghĩ là khi hấp ra nhìn nó cũng ngon và đẹp nữa. Rồi mình sẽ bỏ vào như thế này nè các bạn. Xếp mà các bạn chú ý là đừng có để nó dính nhau nha. Dính nhau thì sẽ một chút xíu nó lấy ra đó, nó sẽ dính và nó làm cho bánh của mình không có đẹp đó. Mình sẽ chuẩn bị dầu ăn nè các bạn. Để một chút xíu nữa vớt ra đó, rồi mình rưới lên để cho nó không dính vô nhau, nó mới đẹp cái bánh. Chứ nó dính vô nó bị rách bột là không đẹp ha. Mình sẽ di chuyển để được để nhiều một chút xíu. Mình thì thường là không có thích ăn những cái thực phẩm chế biến sẵn đâu các bạn. Cái này là thỉnh thoảng thôi, có một bé em nó đi siêu thị về nó cho. Bây giờ thì bánh đã chín rồi, mình sẽ gấp ra. Ồ, cái bánh này các bạn nhìn thấy không? Mềm, cái bột nó mềm, ấn đũa vô là mềm như vậy nè. Rồi mình sẽ gấp ra bỏ vào dĩa và mình sẽ rưới dầu ăn lên nha các bạn nha, chứ để nó dính nhau nữa. Khéo khéo thôi, đừng có để cho nó dính nhau. Cái này mình sẽ ăn ngay các bạn, bởi vì để là nó nguội mất ngon đó. Rồi trong khi mà mình vớt ra như vậy thì mình sẽ tranh thủ bỏ vào này. Sau khi rưới vô ăn lên nó sẽ như thế này nè các bạn. Cái bánh nó sẽ bóng hơn. Mình sẽ tranh thủ bỏ những cái còn lại vào và bỏ thêm một chút há cảo vào nữa để sẵn cái vỉ hấp đó các bạn. Đây là há cảo người ta làm sẵn rồi các bạn ha. Bột thì hơi nhiều mà không biết là hấp lên nó có ngon hay không. Ồ, đây là chín rồi nè các bạn. Thì nó cũng bột cũng trong các bạn ha, và khi hấp lên thì cũng mềm. Mình đã rưới dầu ăn vào trong cái cây hấp rồi đó các bạn, cho nên là nó đã đỡ dính rồi. Mình chuẩn bị cái loại há cảo kia. Đây mình mua thêm cái há cảo này nữa các bạn. Nó màu sắc đẹp hơn một xíu mà không biết có ngon không nữa. Mình sẽ ăn thử thì mới biết ha các bạn ha. Nhìn cũng quá hấp dẫn luôn các bạn. Cái này mình sẽ ăn chung với lại nước tương pha loãng các bạn ha. Cái dầu ăn để cho mình làm cho nó không bị dính với nhau á. Rồi bây giờ là chín rồi đó các bạn. Mình sẽ gấp ra. Cái này á, cẩn thận lắm các bạn. Bởi vì nó dễ bể nè. Và nó dễ dính nhau thì nó sẽ làm cho cái bánh mình bị trầy trụa không ngon nữa. Ăn hấp á, thì nó sẽ giảm cái dầu mỡ các bạn ha. Còn nếu mà ăn chiên thì dầu mỡ nhiều lắm. Nhìn cái bột rất là dẻo luôn các bạn. Hai cái mà đốm màu hồng và màu vàng, tím và màu vàng đó là cái khoai lang đó các bạn, khoai lang tím và khoai lang vàng, khoai lang bí. Rồi đây là sản phẩm. Thức ăn nhanh rất là ngon luôn.